liệu Trung Quốc có lợi dụng tình trạng hỗn loạn chính trị ở Việt Nam để mà can thiệp hay không. Mới đây trên trang Nhật báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng có bài phân tích về xung đột chính trị thượng tầng Việt Nam với tiêu đề liệu Trung Quốc có thể lợi dụng tình trạng hỗn loạn chính trị chưa từng có ở Việt Nam để can thiệp. Bài phân tích này dẫn tới các ý kiến của giới phân tích chính trị Việt Nam trong nước và quốc tế về tình hình chính trị nội bộ tại Việt Nam tại thời điểm hiện nay. Có một số ý kiến cho rằng người Trung Quốc dự kiến sẽ được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng đang diễn ra này. Theo đó, ông Tô Lâm đã sử dụng Bộ Công an và coi đó là một công cụ hỗ trợ cho ông ta để loại bỏ các đối thủ chính trị thông qua việc lạm dụng chiêu bài chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể người đó là ai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng đã thất bại. Sáng ngày 5 tháng 6 trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ thông tin liên quan đến hiện tượng xảy ra ở Hà Nội. Truyền thông nhà nước cũng đồng loạt đưa tin có tổng cộng có khoảng 7.025 lượt sấm sét đánh xuống khu vực Hà Nội. Nếu tính cả số lần sét đánh xuống các địa phương lân cận như Hưng Yên, Hà Nam thì tính từ 6 giờ đến 9 giờ sáng có hơn 10.000 cú sét đánh xuống khu vực này. Facebook Chu Bá Lợi thì cho biết sáng nay sấm nổ vang trời dậy đất. 65 năm tôi sống ở Hà Nội mới thấy những tiếng sấm kinh hoàng đến như vậy. Theo giới quan sát, đây là một hiện tượng tự nhiên rất bình thường xảy ra tại Hà Nội, một trung tâm chính trị đầu não của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Hiện tượng này đã khiến nhiều người nhớ tới hiện tượng mưa lớn giữa đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020. Tờ báo Nhân dân vào ngày 15 tháng 1 năm 23 trong bài viết Những cái Tết không quên đã mô tả như sau. Đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020 là một ám ảnh. Hà Nội chìm trong cơn mưa sầm sập và sấm chớp ùng oàng. Những tia sét như muốn xé rách bầu trời. Cái tĩnh mịch thường có của đêm trừ tịch với mưa bụi lay phay và gió se se lạnh, ngỡ như đã bị vùi lấp đâu đó rồi. Vẫn theo tờ báo Nhân dân chia sẻ, ngay sau đó đại dịch Covid-19 như cơn bão đen, kinh hoàng trùm phủ lên hành tinh xanh. Đất nước trải qua những tháng ngày đại dịch không quên, muôn vàn vất vả, muôn nỗi lo âu. Nhưng báo Nhân dân lại né tránh, không nhắc đến con số hơn 4 vạn người đã tử vong do đại dịch gây ra. Theo giới chiêm tinh, chỉ cần nhìn thiên tượng biết hóa thân nhân gian, thuận theo sự biến hóa của thân thiên tượng. Mỗi một triều đại đều phát sinh có rất nhiều biến cố lịch sử mà có thể biết được biến đổi trong tương lai. Thiên tượng bất thường như vừa kể, theo kinh nghiệm dân gian chỉ sau đó một thời gian ngắn sẽ xảy ra các biến động về nhân tài, địch họa, cũng như giặc giã và chết chóc. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, nội bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang xung đột sâu sắc chưa từng có. Trong lịch sử 70 năm cầm quyền của họ chưa xảy ra hiện tượng kinh khủng đến như vậy, thì thiên tượng kia khiến người ta liên tưởng đến những biến cố chính trị có thể sắp xảy ra. Có thể đây là một dấu hiệu hết sức đáng lo ngại vào thời điểm xung đột chính trị giữa các phe phái trong nội bộ của Đảng, sau khi cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nhậm chức Chủ tịch nước, nhưng tân Bộ trưởng Bộ Công an, một vị trí quyền lực có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai chính trị của Tô Lâm, vẫn chưa ngã ngũ. Sau khi bị buộc phải rời khỏi Bộ Công an, ông Tô Lâm vẫn nỗ lực tìm mọi cách để có thể tiếp tục chi phối bộ này với mục đích tạo ra sức ép đối với các giới chức lãnh đạo để trở thành người kế nhiệm chiếc ghế Tổng Bí thư từ ông Nguyễn Phú Trọng nếu ông Trọng chấp nhận rút lui sau khi hết nhiệm kỳ của Đại hội Đảng lần thứ 13. Theo giới phân tích, đáng tiếc cho Chủ tịch Tô Lâm vì trong lịch sử của Đảng, từ khi cầm quyền cho đến nay, chưa từng có Tổng Bí thư nào xuất thân từ ngành công an. Dù rằng Việt Nam là một nhà nước công an trị, hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ăn sâu vào ký ức của đa số người dân Việt Nam, được coi là lực lượng bảo vệ người dân. Điều đó trái ngược với hình ảnh kiêu binh, mất kiểm soát và vô đạo đức của công an. Có lẽ những cảnh báo của Bưu điện Hoa Nam buổi sáng về việc Trung Quốc có thể lợi dụng tình trạng hỗn loạn chính trị chưa từng có ở Việt Nam là một phép thử hay là một rung cây dọa khỉ đối một phe nào đó theo cách ví von của người Việt Nam. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin liệu Trung Quốc có lợi dụng tình trạng hỗn loạn chính trị ở Việt Nam để mà can thiệp hay không? Bắt khẩn cấp Huy Đức liên quan gì đến tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tân ủy viên Bộ Chính trị? Việc gần đây nhà cầm quyền Việt Nam cho bắt hàng loạt những tiếng nói trái chiều là sự tái khẳng định việc đàn áp tự do, biểu đạt cũng như tự do ngôn luận. Xung quanh lý do Bộ Công an khởi tố bắt giam đối với nhà báo Huy Đức, nhiều ý kiến cho rằng liên quan đến một vài status mang tính nhạy cảm,
trong thời gian gần đây của ông. Những sa thút này đề cập những các sai lầm về chủ trương của Tổng Trọng, cũng như chỉ trích cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã lạm quyền. Nhưng việc đẩy hoàn toàn trách nhiệm cho ông Trọng và ông Tô Lâm, quy cho họ là thủ phạm đưa ra yêu cầu bắt giữ khẩn cấp với nhà báo Huy Đức, xem ra chưa thực sự công bằng. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng, ngoài việc chỉ trích các lãnh đạo cấp cao đang đương chức, ông Huy Đức còn viết sa thút tấn công vào Tổng Bí thư Lê Duẩn và con trai ông Ba Duẩn là tiến sĩ Lê Kiên Thành. Được biết, ông Lê Kiên Thành rất tức giận và đã gửi đơn thư đề nghị các cơ quan chức năng của Đảng xem xét, xử lý nghiêm nhà báo Huy Đức. Được biết, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn vẫn còn uy tín với giới chức lãnh đạo quân đội hiện nay, cũng như vẫn có tầm ảnh hưởng lớn với việc trân trọng. Do đó, công luận bỏ qua sự kiện tại Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 4 trên tổng số 6 ghế Ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tân Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cho nên, việc xử lý nhà báo Huy Đức theo đúng trình tự sẽ do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, một tân Ủy viên Bộ Chính trị tham gia chỉ đạo và đưa ra yêu cầu nhanh chóng xử lý Huy Đức với Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an là điều chắc chắn. Nhà báo Hoàng Linh, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ, một đồng nghiệp của nhà báo Huy Đức và cả hai cùng từng dính đến vụ án trùm xã hội đen Trương Văn Cam, tức Năm Cam. Ngay sau khi nhà báo Huy Đức bị khởi tố bắt giam, thì nhà báo Hoàng Linh đã có một dòng trạng thái trên Facebook cá nhân đưa ra nhận xét. Huy Đức nổi tiếng với cuốn sách Bên Thắng Cuộc, và sau đó Huy Đức cũng nổi tiếng hơn với bài bình luận chính trị, sau đó là những tin tức mang tính chất tiết lộ. Ví dụ như vụ bắt ai đó thì Huy Đức là người đầu tiên đưa ra. Ví dụ như vụ bắt Trịnh Văn Quyết, Huy Đức đã sớm đưa ra hình ảnh Trịnh Văn Quyết ăn tô mì tôm và nói rằng với kiểu này có lẽ Trịnh Văn Quyết sẽ ăn mì tôm dài dài, ngầm ý là sắp đi ở tù. Đó là lý do vì sao mạng xã hội đặt cho Huy Đức hỗn danh là chim cú. Bởi theo nhà báo Hoàng Linh, Huy Đức đã gọi tên ai thì không sớm thì muộn, người đó cũng bị chăn kiến, cũng bị bắt. Chưa hết, nhà báo Hoàng Linh nhắc lại, trước đây Huy Đức là nhà báo đã từng công kích trực diện lúc đương chức Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, và cuối cùng thì ông Đinh La Thăng cũng bị bắt. Nhà báo Hoàng Linh nhận xét, điều đó chứng tỏ cho thấy uy lực của Huy Đức lúc đó với thế lực chống lưng là quá mạnh. Ngoài ra, từ trước đến nay, trong và sau đại hội lần thứ 12, Huy Đức đã tấn công liên tục vào ông Nguyễn Tấn Dũng cùng gia đình theo lệnh từ ai đó. Mà theo tác giả Hoài Linh, anh Huy Đức có một sai lầm chết người tiếp tục nữa, đó là vẻ như anh viết không dựa trên sự thật khách quan hay là chính điều anh suy nghĩ mà viết theo một khuynh hướng của ai đó, của nhóm lợi ích nào đó. Đồng thời, nhà báo Hoàng Linh đã khuyên Huy Đức, chúng ta làm truyền thông đôi khi chịu thiệt thòi, đôi khi túng thiếu, đôi khi cũng thiếu danh vọng, nhưng mà nó an toàn và sẽ làm cho công chúng tôn trọng. Có những vinh quang nhất thời do những nhóm lợi ích mang lại, do những thông tin mang tính rò rỉ mang lại, không bền lâu đâu, thưa các anh chị. Công luận đánh giá rằng, đúc kết những điều vừa kể trên, có lẽ là bài học cần thiết cho các nhà báo chân chính trong một xã hội kim tiền như ở Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bắt khẩn cấp Huy Đức liên quan gì đến tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tân Ủy viên Bộ Chính trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.